Chị Hai ơi, hả? Em muốn gặp ba mẹ em. Ba mẹ đi bán vé xa rồi. Khi nào ba mẹ rảnh thì ba mẹ sẽ về với mình. Bây giờ chúng ta phải nhận chú Tùng là ba, với lại ở tạm bên nhà chú Tùng luôn. Chú Tùng là ai vậy chị? Chị cũng đâu có. Trời ơi, sao giờ này mới tới? Trời ơi, trong công ty tùm lum tùm la chuyện hết chứ bộ. Xin lỗi đi. Ê nè nè, tôi nói ông nghe nè. Bên văn phòng ủy ban quận á, họ có nói là trong 10 ngày họ sẽ tìm cha mẹ cho hai đứa nhỏ. Còn nếu không á thì phải đưa nó vô mái ấm tình thương đó. Bây giờ hai người tính làm sao? Ủa rồi người thân ở đâu? Trời. Ông chơi với Nam với Dương bao nhiêu lâu rồi? Ông còn hỏi vậy? Gia đình của nó còn ai thân thích đâu. Quên, xin lỗi. Vậy giờ mình tính sao? Tính sao đây? Hay là hai người nhận nuôi nó đi? Trời ơi, sao mà được? Hai đứa tôi á, ngày mai á, là phải đi công tác rồi. Mà chưa biết khi nào về nữa đây nè. Trong khi ủy ban quận là họ nói là phải giải quyết, phải trả lời sớm. Bây giờ vợ chồng thuận đâu? Vợ chồng thuận thì hoàn cảnh nó cũng có hơn gì đâu. Con cái của nó còn bệnh lên bệnh xuống nữa kìa. Vậy bây giờ ai nuôi? Trời ơi, thôi đi. Không có. Nè, em nói luôn nha. Hôm qua là hai đứa tôi đã họp kín với nhau rồi. Bây giờ hoàn cảnh kinh tế thì tôi thấy ông cũng được. Rồi với lại ông là cũng độc thân. Chứ hai đứa tôi đâu có được đâu. Ủa cái gì vậy? Hai người tự họp và tự bình bầu cho tôi luôn hả? Nè, tôi nói trước cho hai người biết là tôi chưa có gia đình. Tôi chưa có con, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Thì tụi tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu. Trời ơi, bây giờ sao trời thiên đẩy cho tôi vậy? Công chuyện công ty tùm lum hết rồi, tôi đâu có thời gian đâu mà lo cho hai đứa nhỏ. Cô ơi cô, con buồn ngủ quá à cô, không muốn về ngủ. Chết rồi giờ sao? Đó, ông nghe nói ông sót không? Không thì giờ ông cố gắng này chứ sao? Tôi nói thiệt nghe, mà giờ ông mà không nhận nuôi tụi nó là cái khả năng mà tụi nó phải vô cô nhân viện là rất là cao luôn. Con giờ tôi thấy như vậy nè, ông không vì bản thân ông á, nhưng mà không thì ông cứ nghĩ cho bạn bè của mình đi nghe. Chị Hai ơi, hả? Mất tè quá à. Em đi tè nha. À, không có được đâu, em còn nhỏ, em mà ra đường là người ta bắt cóc đó. Để chị dắt em đi ha. Dạ. Nè, con gái tôi vô toilet nam được, chú dắt nó đi cho. Dạ, con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Ê, cái gì vậy? Hồi nãy con nói với con làm sao? Phải nói chuyện như thế nào? Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Phải vậy chứ. Hai đứa vừa kêu tôi là cái gì? Là ba đó. Hay quá. Thế tôi nhìn như là một gia đình thật sự luôn. Nó nghe, kỷ niệm cái ngày này, chụp một tấm hình kỷ niệm nghe. Chú ơi chú, mất tè. Trời đất ơi, mới kêu ba đó giờ kêu bằng chú rồi. Đúng là con nít, mà không quên thì ha 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 ha
Chú ơi, chú, sao chú cười vậy chú? Chú nghĩ tới chuyện, à không, chú mệt quá chú cười. Mà tại sao mà lại cười? Chứ mệt phải làm sao con? Mệt là phải vậy nè chú. Chú khác người ta, chú mệt rồi chú cười à. Chú ơi, chú có đói bụng không? Để con đi mua một ít thức ăn cho chú nha. Được rồi con. Chú có mệt đâu, để con nắm bắp cho chú nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tụi con bánh ngồi chơi đi. Chú ngồi nay đỡ mệt rồi, cái chú đi mua đồ ăn cho tụi con ăn nha. Dạ. Đâm, đâm, đâm. Tại sao mình lại có suy nghĩ tàn ác đến như vậy? Tụi nó là con của bạn thân mình mà. Không được, không được, không thể được. Nó không phải con anh. Nó không phải con anh đâu em ơi. Em ơi em, đừng đi em ơi, nó không phải con anh em ơi. Đó là dở dở ác mộng. Cười cái gì bộ không thấy người ta ngủ mớ bao giờ hả? Cái gì mà cười? Có con á. Con gì hả? Con gì trời đất ơi. Tại sao lôi hết mấy cái con ở trên đây thì đem xuống đây quét vẽ lên tùm lum tùm la vậy? Dọn đó hết cho tôi lẹ lên. Nhưng nó vẽ mà. Đang vẽ hả? Cái con nó của ai mà vẽ? Vẽ con xin phép chưa? Để mình đó, dọn con đó cho tôi. Nhưng mà con chưa vẽ xong. Nói con nghe không? Có dọn không? Dọn lên. Thì chú dọn đi. Ê, 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 ê. Trời ơi, ai bài xuống mà tự nhiên kêu tôi dọn? Ai bài xuống thì nói dọn lên. Một. Chú ơi, nhưng mà con đói quá. Chú, con đói quá à. Con cũng đói nữa. Ăn gì? Con pizza. Không. Con cơm tấm. Không có luôn. Vậy chứ, chú có gì cho tụi con ăn? Trứng chiên. Không ăn. Mì gói. Không. Không ăn. Cá mồi. Không. Cơm chiên tỏi. Cái gì ơi? Cái gì ơi? Con ghét mùi tỏi lắm. Mùi tỏi thúi quắc à. Nè 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 nè, ăn thử chưa biết thúi hả? Cái người khác làm thúi mà tôi làm thơm. Ăn đi, cơm chiên tỏi. Không. Nè 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 nè, không có thái độ hay chưa? Bây giờ không ăn cơm là ăn đòn. Ba mẹ ơi, đừng có đi bé mua xe nữa mà. Ba mẹ ơi, bé con nè. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi. Ba mẹ ơi. Ngồi dậy. Ngồi dậy chưa? Ngồi lên. Em ơi, chị em mình đi nha. Đi đâu rồi chị hai? Đi đâu cũng được, tại vì chú ấy đâu có thương mình đâu. Trời, đi đâu? Đi cho người ta bắt cóc hả? Chứ giờ sao? Chú bỏ đói tụi con mà. Thôi được rồi, tôi lấy điện thoại tôi kêu pizza và cơm tấm cho cô với cậu ăn. Được đó. Trời ơi, được đó, đồ nữa. Được đó. Phải dọn dẹp sạch sẽ rồi tôi mới cho ăn. Dạ. Dạ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, chùi từ nãy giờ mà không ra. Vẽ bằng cái gì vậy? Thôi đó rảnh không? Thế sao chú người ta ngủ không để cho người ta ngủ? Vẽ tầm bảy tầm ba lên mặt người ta làm cái gì? Hả? Bây giờ chùi không ra nè, cái mặt này làm sao đi làm? Ba đừng có lo, lấy xăng chùi là ra liền à. Không, lấy dầu lửa chùi mới được. Không, xăng, dầu lửa. Cô cậu đốt tôi luôn đi. Xăng dầu lửa gì ở đây? Đứng yên đó đi. Tôi chùi mà không ra nha, tôi xử hai người một lượt. Trời ơi, gặp đối tác với cái mặt này người ta cười vô mặt tôi sao trời? Không thể tưởng tượng được. Nghĩ làm sao mà vẽ nguyên con mèo. Hên giết con mèo để con khác lên để nhìn tôi biết sao luôn à. Khóc nữa hả? Gây ra tội lỗi cho người khác mà bây giờ đứng khóc giống như là mình không có tội đồ vậy à. Bây giờ tôi hỏi nè, đứa nào là đứa cầm đầu? An hay là Bình? Hay không? Sao? Hay không?
Ai cầm đầu cái vụ mà vẽ con mèo lên mặt của ba hả? Liêu liêu con mèo, con mèo, con mèo. Đứng ra, đứng ra. Tôi hỏi không chịu trả lời còn liêu liêu tôi nữa hả? Con mèo, con mèo, con mèo, con mèo. Trời đất ơi, muốn ăn đòn quá. Dạ, trời ơi, dám buộc chức tôi lại hả? Đứng yên ở đây nghe, đứng yên ở đây xong rồi chết, chết với tôi. Con mèo kìa, con mèo. Đứng lại hả Lâm? Đứng lại chưa? Con mèo. Đứng lại.